Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục 60 giây tiếng Trung cùng Squidden. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những từ tiếng Trung để miêu tả về cảm giác, triệu chứng mà chúng ta thường gặp. Để diễn đạt đau, các bạn thường dùng thẩn, thẩn. Ngoài ra các bạn có thể dùng từ thủng, thủng. Tôi đau khắp người. 我全身都痛. 我全身都痛. 酸, 酸 nghĩa là mỏi. Tay của tôi mỏi quá. 我的手好酸. 我的手好酸. 生, 生呆. 肿, 肿. Mắt phải của tôi sưng rồi. 我的右眼肿了. 我的右眼肿了. Tê, mã, mã. Các bạn ngồi lâu chúng ta sẽ có cảm giác này. Vậy chân tê cả rồi. Thủy, tô mã lợ. Thủy, tô mã lợ. Vậy ngày hôm nay các bạn đã học được 4 từ: thủng, đau, xoan, mỏi, trụng, sưng, mã, tê. Và bài học đến đây là hết rồi. Mình hy vọng video này hữu ích với các bạn. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn nút like, subscribe đăng ký bên dưới để đón xem những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn.